Hello, hello, chào mừng em quay trở lại với video tiếp theo nha. Thì hôm nay tiếp tục cái cuốc con đá tài xỉu, cũng chia sẻ cho anh em cái cách anh em kiếm lãi nha. Công thức cá nhân cả chia sẻ cho anh em đó là công thức tổng điểm bao hộp số phiên nha, 1437 lẻ này. Đi mẹ cái chúng ta tiền này nha. Chốt. Rồi, địt mẹ một tay. Lẻ cái tay của Thuận này, chọn nói. Địt mẹ mà đúng cầu anh em ơi. Thế là chốt của Thuận tiếp anh em nha, 14 cộng 5 19 lẻ. Địt mẹ xuống tay tiếp. Đang có lộc anh em ơi. Hôm nay địt mẹ em đúng là ngày. Ngày để bú rồi anh em ạ. Có hôm đánh địt mẹ mày cầu vãi luôn luôn, có hôm đánh địt mẹ nó nhả cầu néo nào anh em ạ. Hôm đánh cầu Thuận vãi nồn luôn, hôm đánh ít phải ía ra quần. Nói chung đánh con tài xỉu này cũng chẳng là trước điều gì anh em ạ. Nói chung là có ngày thắng hay thua thôi. Tốt nhất là anh em đang đỏ thì anh em cố mà tranh thủ mà kiếm thôi. Còn đến lúc dây cầu xấu thôi anh em nghỉ. Đừng cố đấm ăn xôi anh em ạ. Thì mẹ mày đó mà cái đỏ thì toàn nhịn. Như anh em đánh là cứ cầu đen là bắt đầu đánh to. Cầu đỏ bỏ hoặc là đéo đánh. Toàn đi ngược xu thế thôi. Mệt lắm anh em ạ. Đừng ra 1 ra 2. Bịt mẹ mày quá. Quá lồn luôn này. Này cái tài cầu Thuận chuẩn luôn anh em này. Bịt mẹ em từng đấy ra 6 2 ra 2. Đúng là đời nó nhỏ anh em ạ. Nhỏ hết chỗ nói luôn đi. Được rồi anh em. 11 cộng 6 17 lẻ này. Tiền này xuất xỉu tuyệt vời luôn em ạ. Ngợi luôn này. Cầu đúng trong đầu rồi em ạ. Đi phải đẹp 86 lại cho đẹp em nhé. Đi phải đi chốt thêm thôi em ạ. Đấy anh em ngon chưa. Đi phải tôi vào bụng dây này. Đấy có dây cầu đẹp không. Địt mẹ mày vẫn ra chân 6 rồi này. Đây về tài của Thuận này. Địt mẹ vẫn ra chân 6 được với tài 4-1 chân đẹp thế rồi nặng. Địt mẹ vẫn đua gây bát luôn. Vãi lồn chân này anh em anh xỉu nhỏ vãi lồn này. Thề luôn. Thấy chưa anh em bắt xỉu nhỏ. Địt mẹ. Tiếp này không chốt cầu Thuận chốt cầu gì. 11-7-8 trắng này. Của Thuận chứ gì. Ba cái của Thuận này chẵn. Lẻ với tài một Thuận này. Lẻ với tài hai Thuận này. Lẻ với tài ba Thuận này. Tiếp này của Thuận đôi 11 7 18 chẵn. Địt mẹ mày. Chút xỉu em nha. Địt mẹ mà nó lên đồ anh em. 16 mà tiếp chút xíu. Tiếp cho của Thuận chẵn về xỉu cho giờ à. Địt mẹ mày. Mỏng chân 1213. Địt mẹ mà chạy luôn cái này được. Ok chưa? Chẳng phải xỉu Thuận anh em. Địt mẹ đúc cung có bệt luôn. Ấm cật luôn em này. Địt mẹ chỉ cần vậy thôi anh em ạ. Không cần nhiều anh em nha. Ok chưa anh em. Bốn tay của Thuận rồi. Đến thế này anh em nha. Chốt tiếp công nghịch 4 cộng 8 12 chẳng. Địt mẹ mà xuống tài 17-10 này. Có lãi rồi em ơi. Địt mẹ mày. Để lại đúng 10 mờ lãi anh em này. Địt mẹ mày thành bại tại cái này đây. Một là bú to anh em này. Hai là địt mẹ bú bé. Không cách để quay lại ngày xưa anh em ạ. Địt mẹ mày tài xỉu thấy to nha. Đánh khét mù lên này. Loạn lên luôn. Đánh như rằng ngày mẹ mày không thể trở tay anh em không. Đánh cho nhà cái không kịp trở tay.
được chưa anh em, đánh cho nhà cái không kịp vào tay anh em này. Tối nay khẳng định anh em luôn, anh em vào xỉu mất nhiều luôn anh em, chắc chắn. Thấy chưa, điệp mẹ em này. Ông này đánh 35M này, quả luôn này, sợ. Điệp mẹ anh em cứ nghĩ là 4 này. 4 này đép nó xuống xỉu, lên tài ra, đây là lên thẳng 14 này này, nhìn chưa. Điệp mẹ nó ảo ra vậy, chẳng phải tài nghịch này. Tiếng này chỗ thuận em nha, 14.09.23 lẻ, lẻ chỗ tài nha, nút tiếng này nghỉ anh em. Bú nốt thế này. Thôi, chốt lại 20M anh em. Một là ăn thêm 30M, hai là chốt lại nghỉ. Không nên tham em nha, không nên cố. Chơi biết điểm dừng em ạ. Đó mới là người chơi thông thái. Rồi. Đi mẹ mày, hàng đẹp luôn này. Lẻ với tay cũng thuận này, chốt luôn anh em ơi. Nghỉ anh em nha. Ok, dừng tại đây thôi anh em ơi. Nói chung là video chia sẻ cho anh em nhé, cách cá nhân Khải bắt cầu. Mọi người để cho anh em tham khảo nhé. Ok, thì hẹn với em một video gần nhất nhé. Chào anh em.